So in the chat, there are already some questions của cậu hỏi ở chat. La première est de Thu. Je lui donne la parole directement. Thu, tu veux poser directement ta question? Bằng tiếng Việt hoặc bằng tiếng Pháp? Thu, est-ce que tu nous entends, Thu? Oui, avec... vous m'entendez? On te voit. Vas-y. Je vais poser une question à Minh, Trần Khắc Minh. J'ai une question parce que tu as dit beaucoup de difficultés dans la collecte de data. Donc, comment tu fais pour votre comité de terre accepter votre terre avec la comment dire accepter votre terre avec les manques de data comme ça et est-ce que vous êtes content avec ta thèse à la fin? Vous comprenez ce que je dis? C'est bon. Bon, je peux poser une question à Emmanuel. Je vais répondre en français ou en vietnamien. Comme tu veux. Bằng tiếng Việt hoặc bằng tiếng Pháp. Tu aimes quyết định. D'accord. Dans ce cas, je réponds en vietnamien. C'est pour que la majorité de l'audience puisse avoir l'accès. Oui. Avoir l'accès à ma réponse. Cảm ơn chị đã đặt câu hỏi. Thì nó có hai điểm như thế này. Thứ nhất là cái test của cái luận án tiến sĩ của em thì được hướng dẫn bởi hai người. Thứ nhất là cô là chị Marie Gibert, thì Emmanuel Payven ở đây thì có quen chị Marie Gibert, thì chị Marie Gibert là một người đã từng làm việc về Việt Nam. Thì người thứ hai mà hướng dẫn em là giáo sư Thierry Saint-Jean, là một người đã làm là một người chuyên làm về Trung Quốc. Thì hai người này thì đều đã nhận thức được những cái khó khăn mà khi mà làm cái fieldwork ở Việt Nam, nhất là ở cái phần là tiếp cận với lại các cái dữ liệu, cho nên là em cũng không có phải quá là mất thời gian và quá là mất công sức để mà thuyết phục hội đồng của em về cái tính tin cậy của những cái dữ liệu đó. Và cái thứ hai á, là sau đó thì về câu hỏi thứ hai là chị hỏi là em có hài lòng với lại cái luận án của em không á, thì em nghĩ là đó là một cái bước mà em phải làm thôi. Thì em đã làm cái luận án này trong vòng 4 năm, từ 2015 tới 2019. Thì tới cuối năm, tới tháng 9 năm 2019 thì em bảo vệ, và sau đó thì sau khi bảo vệ xong thì em lại tiếp tục trên cái con đường là em làm nghiên cứu thôi. Và hình như em nhớ là còn một câu hỏi nữa nhưng mà em quên mất rồi. Chị có no, chị có hai câu hỏi đó thôi. Còn cái gì chị liên hệ sau, liên hệ với em sau, tại vì chị cũng ở Quebec, Canada. J'ai une question avec chị có câu hỏi với cái nhóm phiên dịch en vietnamien, c'est mieux. Je peux poser une question? Clara, oui, tu peux lui poser une question, oui. En vietnamien. Tại vì trong cái đề tài của mình thì muốn nâng cao cái vai trò của người dịch trong cái việc mà đặt bảng hỏi đó. Thì mình thắc mắc là vậy có khó không khi mà tìm một người dịch vừa đủ ngôn ngữ lại vừa đủ cái nhận thức khoa học để có thể truyền đạt được hết những cái ý là không bị sai lệch thông tin khi mà dịch thuật, và khi mà giống như người ta nói là tam sao thất bản đó, chuyển qua quá nhiều cái đối tượng thì nó sẽ có bị những cái lệch lạc khác nhau, thì không biết là mình đã nghĩ đến điều này chưa và mình có giải pháp gì không? Xin hết. I will translate for you, if it's okay. You turn off your micro. He wants to ask that is it difficult for you to find an interpreter that have a good perception in scientific? Also,
and do it's hard for you to when you start as just an interpreter, translator, and maybe it's got many versions for your original work from the interviewee. And do you find that it's hard when you realize that the problem? And there are 2 points about the interpreter and the content of the translation. About is it difficult? First, is it difficult to find someone to do this research with me and to find someone who understand the who can accompany me on the research part as well of the work? Yes, definitely. I think I've been very, very lucky meeting with Jen, who has been working in the same field that me and on similar topics as well, or connected topics, so that we could really be quite efficient in sharing all the hypotheses and problematization of this project, and then building together the translation. So I built the guideline first, but then the translation process of the guideline we did together. And I think in this aspect, the fact that we are in the same field definitely helped a lot. It's not simply about translation. It's probably something I could not have done this way, working with a professional translator, which we are not in the research, in the academia, basically. After working with Chen, I've been working with other translators as well and interpreters. And I can really notice the difference of having a team inside the academia or working with a professional translator, who of course sometimes might be very fast in translating, but on some aspects there is more work to do in building this teamwork. Then about the content, I'm not sure I understood the second part of the question about content. I had a problem of connection, I couldn't hear, I'm sorry. Là khi mà mình truyền đạt từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt ví dụ, rồi sau đó là mình chuyển thể từ tiếng Việt rồi đến cái người dân, thì nó sẽ có nhiều những cái gap, những cái lỗ hổng đó. Thì ý là mình có những cái dự trù nào để mà giảm thiểu những cái sai sót trong quá trình truyền đạt thông tin vậy không? Project that you transmit your work from you, your question from you to me, and then I transmit to the interviewee, and along that, do it have any difficulty because they afraid that information in the process. Yeah, I understand. Well, of course, this gets better over the interview. The fact that we make many interviews also help. There is always the beginning of the research is always a test moment where we both test our ability to communicate, as we say, communicate without words and understand each other. Way of thinking. It's not just understand the words, but it's also understand what the other person means behind this sentence. So of course the first interviews are a moment to try this, and after a couple of interviews we really can really expect what the other person is going to say next and follow what is the line of the idea in the throughout the interview, even though not everything is written. Yeah. And then afterwards, also back translation, like using a text that is translated, back translation also help to minimize this reduction as a loss of information in the process. Có một câu hỏi ở chat, Trần Văn Khuyên có một câu hỏi thì mời Khuyên đặt câu hỏi trước tiên với diễn giả. Chúc Clara. Yes, so about the fact that any translation, according to Smith, is a reduced and distorted representation of other social texts and practices. How to work with that, this distortion? So definitely there is a distortion. Maybe also, I think also maybe Chen, you can answer on that point, but we also, of course, we face a distortion of the meaning in the translation, but it also have advantages. Like it also offers the opportunity to share point of view and to confront the point of view. So that's
also by this discussion that we can minimize the distortion, and by opening a dialogue between the interpreter and the researcher, that then afterwards maybe the distortion can be reduced. But of course, there is also always a distortion that cannot be totally avoided. Merci, Tamar. Qui? Vous avez une question aussi? Oui. Mais est-ce que je peux poser une question pour toi? Oui. Je voudrais savoir que pendant ton terrain, est-ce que tu as rencontré des difficultés dans la collection des données, comme tu as vu des maladies de beaux chiffres? Et est-ce que tu fais dans ce cas-là, comment tu traites des données comme ça pour que convaincu le jury accepte les données avec la maladie des beaux chiffres? Peut-être expliquer ce que c'est que la maladie, ce qu'on appelle la maladie des beaux chiffres au Vietnam, peut-être. Beaux chiffres, c'est un truc pour que... Bạn thành tích đúng không? Non. Tức là nó có một cái vấn đề đó là làm đẹp cái dữ liệu, làm đẹp cái số liệu á. Có. Je vais répondre rapidement en français et ensuite en vietnamien. Alors, pour les relations, les difficultés concernant les relations, durant la première année de thèse de mon doctorat, j'ai eu beaucoup de difficultés pour approcher les êtres vietnamiens. Hein. Mais ensuite, à partir de la deuxième année, comme j'ai intégré le projet de recherche Bình Dương City to Walibolity, j'ai eu beaucoup de... mon terrain a été largement facilité hein, avec l'acquisition de plusieurs contacts professionnels et académiques. Ensuite, alors, si on parle, pour votre deuxième question, si on parle de la maladie des beaux chiffres, oui, j'ai rencontré ce problème-là. Et surtout, quand je documentais les données quantitatives réalisées et publiées par les autorités locales, ça veut dire les districts et sous-districts. Hein. Et alors que à l'échelle nationale et provinciale, dans les annuaires statistiques, les chiffres reflètent plutôt bien la réalité du développement. D'accord. Bon, rồi, bây giờ thì em sẽ nói sơ qua về cái câu trả lời của em bằng tiếng Pháp, tiếng Việt nha. Tức là về câu hỏi thứ nhất của chị thì tức là nó có vấn đề gì trong cái việc là ở Việt Nam nó có một vấn đề, tức là các cơ quan thì người ta có xu hướng là làm tròn số lên cho nó đẹp. Thì cái đó thì em có cái vấn đề đó chủ yếu là khi mà em làm việc, em tiếp xúc với lại những cái nguồn dữ liệu ở cấp cơ sở, ví dụ như là ở cấp phường, cấp xã, thì em có cái vấn đề đó. Còn trong khi đó thì trong những cái dữ liệu mà ở cấp gọi là cấp tỉnh hoặc là cấp tỉnh hoặc là cấp quốc gia, thì những cái số liệu định lượng thì thường là nó sẽ phản ánh chính xác cái tình hình chung, cái tình hình thực tế. Sau đó thì câu hỏi thứ nhất của chị là về những cái quan hệ, làm cách nào để em có thể tạo được các mối quan hệ khi mà em làm việc ở Việt Nam. Thì thứ nhất là em nói là ở năm thứ nhất khi mà em làm PhD, khi em làm một luận án tiến sĩ của em, thì em không có một cái réseau, không có một cái quen biết nào đối ở Việt Nam hết, cho nên em gặp rất nhiều khó khăn để mà tiếp cận các các bên ở Việt Nam. Tuy là em là người Việt Nam và em nói tiếng Việt, nhưng mà sau đó thì từ năm thứ hai trở đi thì em đã có cái em được tham gia vào một cái dự án nghiên cứu là Bình Dương City to Walibolity. Thì nhờ cái dự án này thì em đã có thể là có những cái mối quan hệ với lại các chính quyền, các cơ sở, các cấp, và đối với lại những và ngay cả đối với những người nghiên cứu và những cái người làm tư vấn ở Việt Nam. Thì từ năm thứ hai trở đi thì gần như là cái sự khó khăn về việc tạo mối quan hệ ở Việt Nam đã gần như là được giải quyết. Merci.
Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le chat ou en levant la main? Moi, j'ai des questions, mais je ne voudrais pas monopoliser la parole. En attendant, peut-être je peux poser une question transverse à vos deux communications. La question de la restitution de vos résultats, c'est une façon, en la promettant, de gagner la confiance de ces enquêtés, de rétablir aussi une forme de symétrie. On va extraire de la donnée, mais qu'est-ce qu'on redonne, nous, auprès de ce public? Est-ce que vous avez pensé la restitution de vos données? Et si oui, quelle forme cela a pu prendre? Bon, je peux laisser la première partie de la réponse à l'autre groupe. Hein. Ensuite, je répondrai plus tard. D'accord, merci. Merci. Oui, très rapidement. Alors, in English, the restitution is something that we make life story interviews. So we spend time with people in order to be able to redraw the entire trajectory of the life somebody. So it's indeed a very personal interview. Even that, of course, in publication, as we mentioned earlier today, is something that is totally anonymous. So there is a lot of precaution to have in the beginning, actually, of the interview about emphasizing that everything that is going to be said is going to be anonymous and it's going to be used in the context of the research only. Even recording can be quite a sensitive topic in some cases, so to be able to make the interviewee comfortable with the recording and that it's going to stay private, and it's just a tool for me to remember basically what we say. About restitution, I keep in touch with people, but it's very difficult maybe to share the final results. I could be able to share eventually some articles, but then we have the language barrier in the other sense that most of our publication, and especially in my case, are going to be in English or in French, thesis is in French. So I can't technically, or I could, but would make not so much sense necessarily to share the entire publication. What could be done through keeping contact with people would be to discuss later on what have been like meeting again and discuss what have been found throughout the different interviews. Sometimes people, now that I've done several interviews, people start to ask me even during interview, what have you found so far? What do people say? What is coming out from this? So yeah, this is more in direct interaction than through sharing actual documents. C'est à mon tour. Très bien. Je réponds d'abord en français. Premièrement, vous avez trois aspects ici pour répondre à votre question sur la restitution des données. Alors, premièrement, j'ai fait des entretiens avec les autorités publiques, les autorités locales, les comités populaires, les fonctionnaires qui travaillent dans les départements techniques. Et en fait, il est très difficile pour moi de partager mes résultats avec eux, puisque mon travail, mon doctorat, a mis en lumière certains aspects très négatifs de la planification au Vietnam. Et je pense que qu'un tel partage des résultats peut nuire à notre relation, quoi. Honnêtement, les acteurs qui travaillent dans les autorités locales portent peu d'intérêt pour les travaux scientifiques qui sont rédigés par les chercheurs qui se basent à l'étranger, quoi. Ensuite, deuxième aspect, c'est j'ai réalisé les entretiens avec les acteurs civils, avec les acteurs de la société civile, et véritablement il y a un véritable échange entre moi et ces acteurs-là, et j'ai vraiment envie de partager mes résultats avec ces acteurs-là, mais pourtant, comme Clara Julien a dit dans sa réponse, il y a toujours une barrière de langue, et en plus, ces acteurs-là portent peu d'intérêt pour
pour les travaux dits scientifiques. Et enfin, je pense qu'il y a un troisième aspect, c'est que j'ai réalisé les entretiens avec les consultants et chercheurs. Et là, il y a un véritable, je pense qu'il y a un véritable correspondance dite scientifique entre mes travaux et le travail. Et la meilleure façon de partager mes résultats, ce sera par le biais des articles scientifiques. Oui. Voilà. Ok. Ensuite, bon, je réponds maintenant. Je vais traduire maintenant ma réponse en vietnamien. Thì em nói. Em nói ngắn gọn là ở đây nó có 3 điểm. Thứ nhất là điểm thứ nhất là em đã làm những cái phỏng vấn với lại những người công chức làm ở trong các chính quyền các cấp và những cái người công chức làm ở trong những cái ví dụ như là sở quy hoạch hay là sở các sở bộ ngành. Thì đó thì vấn đề ở đây tức là trong cái bài tiến sĩ của em, bài luận án tiến sĩ của em thì em có nêu ra một số cái điểm rất là tiêu cực của cái hệ thống gọi là quản lý và hệ thống quản lý và hệ thống thiết kế đô thị ở Việt Nam. Cho nên là em nghĩ là nếu mà em chia sẻ những cái kết quả đó với lại những cái người công chức này thì có thể là nó sẽ ảnh hưởng tới lại những cái mối quan hệ mà hợp tác của em với lại Việt Nam trong những cho về sau. Và thêm một cạnh bên cạnh đó tức là những người công chức mà họ làm trong các chính quyền và trong các sở bộ ngành thì họ thường là sẽ không hứng thú với lại những cái gọi là những cái công trình khoa học. Và đặc biệt là đối với những cái công trình khoa học mà được viết bởi những cái người làm nghiên cứu ở nước ngoài trong một cái tiếng không phải là tiếng Việt, bằng một cái tiếng không phải tiếng Việt. Cái điểm thứ hai là trong cái khi mà em làm tiến sĩ của em thì em có phỏng vấn với lại những cái người gọi là những người thuộc về xã hội dân sự, ví dụ như là người dân hoặc là những cái hội đoàn và những cái người đại diện của những cái cộng đồng, thì em cảm thấy là nó có một cái em rất muốn là có thể chia sẻ những cái kết quả của em với lại các bên của xã hội dân sự ở Việt Nam. Nhưng vấn đề ở đây thì là như là Clara Julian đã nói trong cái câu trả lời của cô của bạn ấy, tức là lúc nào nó cũng có một cái rào cản về ngôn ngữ hết, và thứ hai là lúc nào nó cũng có một cái khó khăn nữa là những người trong xã hội dân sự, ví dụ là người dân, thì họ lại không thường lại không hứng thú với lại những cái công trình khoa học. Và điểm thứ ba là em thấy là điểm quan trọng nhất, tức là trong cái khi mà em làm tiến sĩ của em thì em có trao đổi với lại những người nghiên cứu, người làm nghiên cứu và những cái người làm tư vấn ở Việt Nam, thì em nghĩ ở đây có một cái sự gọi là một cái ở đây thì cái lợi ích mà để chia sẻ, thì nếu mà chia sẻ được những cái kết quả của em với lại những cái người làm nghiên cứu và người làm tư vấn ở Việt Nam thì rất là tốt. Và em nghĩ là cái phương thức mà để chia sẻ kết quả của em tốt nhất đó là thông qua những cái bài báo khoa học. Merci.